Chỉ còn 2 ngày nữa, buổi lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ chính thức diễn ra. Chính vì thế, mọi công tác chuẩn bị gần như đã được hoàn tất. Có thể nói, SEA Games 31 là một cơ hội rất lớn và quý báu cho Việt Nam, nhất là sau thời gian khá dài bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Nước ta có rất ít cơ hội để đón các bạn bè quốc tế. SEA Games 31 là nơi quy tụ nhiều nhà báo của các nước đến trực tiếp tham quan, tham dự các sự kiện và trải nghiệm cuộc sống cũng như tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam. Qua đó, truyền tải những hình ảnh tốt đẹp của Việt Nam trong nỗ lực mở cửa và quyết tâm phục hồi sau đại dịch. Chính vì những lý do trên, tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á lần này, nước chủ nhà Việt Nam đang tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phóng viên tác nghiệp. Tại trung tâm báo chí phục vụ cho SEA Games 31, theo ghi nhận của phóng viên báo Thanh Niên, có tổng cộng 40 máy tính hiệu Dell Latitude, dung lượng mỗi máy là 8GB được lắp đặt sẵn. Mỗi máy có giá trị trên thị trường khoảng 20 triệu đồng. Nếu tính tổng số tiền, chúng đã lên đến gần 800 triệu. Ở mỗi máy tính, đường truyền Internet cũng được lắp đặt với tốc độ cao lên đến 500 Mbps một giây. Bên cạnh đó, các thiết bị phục vụ cho quá trình tác nghiệp khác như máy in, ổ cắm, dây mạng Internet cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Tôi dự cũng nhiều kỳ SEA Games ở nước ngoài như ở bên Thái Lan, Malaysia, và Indonesia, Philippines. Thì cái trải nghiệm sử dụng Internet ở cái kỳ SEA Games 31 tại Việt Nam này hoàn toàn khác lạ. Thứ nhất là cái đường truyền Internet rất là tốt ở trung tâm báo chí. Thứ hai nữa là ở trung tâm báo chí đã có bố trí sẵn rất nhiều máy tính sách tay để cho phóng viên chỉ cần từ hiện trường về trung tâm báo chí là người ta tác nghiệp ngay. Đây là một trải nghiệm rất mới mà so với những cái SEA Games khác ở những trung tâm báo chí của các nước chủ nhà như là bên Philippines là không có. Trung tâm báo chí SEA Games 31 mở cửa từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Trong khoảng thời gian đó, đội ngũ gồm 20 tình nguyện viên luôn có mặt, sẵn sàng hướng dẫn và khắc phục những sự cố nếu phóng viên gặp phải. Trước đó, theo ông Đoàn Khắc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, theo con số thống kê, đến nay đã hỗ trợ cấp phép đăng ký cho khoảng gần 500 phóng viên nước ngoài, hầu hết là đăng ký qua Ủy ban Olympic Quốc gia, một bộ phận đăng ký trực tiếp qua kênh của website ban tổ chức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của báo Thanh Niên.